Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học Tiếng Việt lớp 5, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cùng với OLM. Các con thân mến, để mở đầu cho tiết học ngày hôm nay, chúng mình hãy cùng cô đến với hoạt động khởi động. Trong hoạt động này, hãy cùng cô tham gia một trò chơi nhé. Chúng mình hãy đoán xem những âm thanh sau là của sự vật, hiện tượng nào. Ở đây, cô sẽ có 3 âm thanh đó là tí tách xào sạc và líu ríu chúng mình hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây nhé chúng ta có tí tách là tiếng mưa rơi xào sạc là tiếng lá rơi líu ríu là tiếng chim kêu đây đều là những âm thanh rất quen thuộc trong đời sống của chúng ta đúng không nào các con ạ à, không phải ai cũng may mắn có thính giác tốt để có thể nghe được những âm thanh trong cuộc sống hàng ngày có không ít bạn bị khiếm thính các bạn gặp rất nhiều khó khăn trong học tập cũng như giao tiếp hàng ngày hãy cùng xem trong một tiết học các bạn sẽ lắng nghe những thanh âm của cuộc sống bằng cách nào nhé chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó qua bài học ngày hôm nay bài học mang tên tiếng hạt nảy mầm Chúng mình hãy cùng cô luyện đọc. Đối với bài thơ này, các con cần chú ý. Đọc với tốc độ vừa phải. Luyện đọc nhiều lần những từ ngữ dễ phát âm sai. Ví dụ như cụp mở, ánh ỏi, vất vả, vỗ, vân vân. Các con lắng nghe cô đọc mẫu một lượt. Tiếng hạt nảy mầm, mắt sáng, nhìn lên bảng, lớp mươi nụ môi hồng, đôi tay cô cụp mở, báo tưng bừng thanh âm, cánh sẻ vụt qua sông, hót nắng vàng ánh ỏi. Các bé vẫn lặng chăm, nhìn theo cô mấp máy, sau ngón tay cô đấy là tiếng hạt nảy mầm, tiếng lá động trong vườn, tiếng sớm mai mẹ gọi, tiếng cuộc đời sâu vợi, con tàu biển buông neo, ngôi sao mọc rừng chiều, vó ngựa dàn vách đá. Bao nghĩ suy vất vả, trong mắt người lo toan, để từng âm có nghĩa bật lên từ môi em. Nghe cảnh vỗ chim non trước rượu kỳ tiếng hót giữa hồn nhiên lớp học ai nụ cười rưng rưng. Đây là bài thơ của tác giả Tô Hà. Các con hãy luyện đọc bằng cách dừng video này lại một lát nhé. Để tìm hiểu nội dung của bài đọc này, chúng mình sẽ đến với phần tiếp theo. Trả lời câu hỏi Câu hỏi đầu tiên dành cho các con. Ở khổ thơ thứ nhất, chi tiết nào giúp con nhận ra đây là lớp học của trẻ khiếm thính? Tức là các bạn nhỏ mất khả năng nghe hoặc nghe kém. Đúng vậy, đó là các chi tiết mà cô đã đánh dấu bằng màu đỏ. Đôi tay cô cụp mở, báo tưng bừng thanh âm. Bởi vì các bạn mất khả năng nghe hoặc nghe kém, nên cô giáo không thể dùng âm thanh để nói với các bạn mà cô sẽ dùng tay tạo ra các ký hiệu để cho các bạn hiểu. Tiếp tục chúng ta đến với câu hỏi số 2. Vậy theo các con, những khó khăn thiệt thòi của các bạn nhỏ trong bài thơ này là gì? Khó khăn thiệt thòi của các bạn nhỏ chính là không nghe được như người bình thường. Điều này sẽ khiến cho quá trình tiếp thu kiến thức của các bạn trở nên khó khăn hơn. Nếu như chúng ta có những người bạn gặp khiếm khuyết về cơ thể, chúng ta đừng kỳ thị, xa lánh các bạn mà hãy biết cảm thông cho những khó khăn mà các bạn gặp trong cuộc sống nhé. Câu hỏi số 3, cô giáo đã gợi lên trong tâm trí học trò những hình ảnh và âm thanh nào của cuộc sống? Rất nhiều những hình ảnh và âm thanh đã được cô giáo gợi lên đó là tiếng hạt nảy mầm tiếng lá động trong vườn tiếng sớm mai mẹ gọi tiếng cuộc đời sâu vợi con tàu biển buông neo ngôi sao mọc rừng chiều vó ngựa dàn vách đá rồi cánh vỗ chim non tiếng hót diệu kỳ của chim cô giáo đã giúp cho các bạn nhỏ khiếm thính có cơ hội được cảm nhận những hình ảnh và những âm thanh vô cùng đáng yêu vô cùng sinh động của cuộc sống đúng không nào câu hỏi thứ tư chúng mình hãy cho cô biết những chi tiết nào cho thấy các bạn học sinh rất chăm chú a à, đúng rồi đó là các chi tiết sau các bé vẫn lặng chăm nhìn theo cô mấp máy sự chăm chú đó đã chứng minh cô giáo đã có một giờ học rất cuốn hút các bạn đúng không nào vậy vì sao giờ học của cô giáo lại cuốn hút các bạn học sinh? Bởi vì cô đã tạo ra một giờ học vô cùng thú vị và hấp dẫn. Bằng những ký hiệu được tạo ra từ đôi bàn tay, cô đã gợi ra những hình ảnh, những âm thanh của cuộc sống mà bình thường các bạn nhỏ không thể dùng tai để lắng nghe. Cuối cùng, chúng ta đến với câu hỏi số 5. Các con có suy nghĩ gì? về cô giáo của lớp học đặc biệt này qua hai khổ thơ cuối cùng cô đọc thật kỹ hai khổ thơ cuối này nhé bao nghĩ suy vất vả trong mắt người lo toan để từng âm có nghĩa bật lên từ môi em nghe cánh vỗ chim non trước diệu kỳ tiếng hót giữa hồn nhiên lớp học ai nụ cười rưng rưng chúng mình hãy trả lời câu hỏi này nhé qua hai khổ thơ cuối chúng ta đều thấy rằng cô giáo của lớp học là một người rất yêu nghề yêu trẻ cô luôn nỗ lực hết mình để đem đến những điều tốt đẹp cho học trò của mình cụ thể cô cố gắng để từng âm có nghĩa được bật lên từ môi của các bạn học sinh cô giáo trong bài thơ này quả là một người rất đáng trân trọng và là một tấm gương sáng cho tất cả mọi người khi làm bất cứ công việc gì bất cứ ngành nghề gì chúng ta cũng cần phải có tâm huyết như vậy từ những tìm hiểu vừa rồi cô trò chúng ta rút ra được nội dung chính của bài đọc bài thơ tiếng hát nảy mầm viết về một lớp học đặc biệt đó là lớp học với các bạn học sinh khiếm thính ở đó giờ học rất thú vị và hấp dẫn đã diễn ra qua đó bài thơ này ca ngợi sự nhiệt huyết tình yêu dành cho các học trò của cô giáo các con thân mến video bài giảng của chúng mình đến đây là kết thúc trong bài giảng này chúng ta đã được tìm hiểu một bài thơ rất ý nghĩa đúng không nào cảm ơn các con vì đã theo dõi bài giảng hẹn gặp lại chúng mình trong những tiết học sau trên Oliver